Xin chào tất cả các bạn. Ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tắt cái tính năng sạc không dây trên xe Hyundai Elantra 2020 bản 2.0. Thì đối với dòng xe Elantra phiên bản 2020 thì là chúng ta bản 2.0 mới có tính năng sạc không dây với bản 1.6 support, còn bản 1.6 thường AT thì là sẽ không có tính năng sạc không dây. Và để tắt cái tính năng sạc không dây ở trên Hyundai Elantra phiên bản 2.0 thì các bạn nhấn vào cái menu này. Đó. Rồi sau đó các bạn chọn xuống cái dòng thứ tư này. Các bạn nhấn OK. Rồi tiếp theo đến phần các bạn kéo xuống phần Wiring Chapping này, Chugging này. Tắt bỏ cái dấu tích đi. Nhấn OK bỏ cái dấu tích đi. Đó. Thì như vậy là cái tính năng sạc không dây nó sẽ không còn ở trên phiên bản 2.0 nữa, và khi nào các bạn muốn bật lại tính năng đấy thì các bạn hãy làm tương tự và đánh dấu tích vào cái dòng thứ hai như thế này.